Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Manh mối quan trọng về thi thể được phát hiện tại quán karaoke An Phú. Ngày 17 tháng 10, liên quan đến vụ phát hiện các bộ phận thi thể người tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng đã có những bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra. Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, danh tính nạn nhân ban đầu được xác định là một người nước ngoài dựa trên sự trùng khớp về nhận dạng. Vào buổi sáng cùng ngày, lực lượng điều tra đã tìm thấy toàn bộ phần thi thể của nạn nhân trong một hố nước thuộc khuôn viên quán karaoke. Phần thi thể bị lấp dưới nhiều rác và phế liệu, chỉ có phần đầu đã phân hủy lộ rõ trên miệng hố. Trước đó, một người dân khi phát hiện phần đầu và bàn tay đã lập tức báo cho cơ quan chức năng. Qua quá trình khám nghiệm, phần đầu và tay của nạn nhân đã bị phân hủy nặng, trong khi các bộ phận còn lại vẫn tương đối nguyên vẹn. Ban đầu, thi thể được xác định là nam giới trưởng thành, mặc quần ngắn, áo thun và đi giày thể thao. Cơ quan công an cho biết thêm, bước cuối cùng để xác định chính xác danh tính nạn nhân sẽ là kết quả xét nghiệm ADN. Cùng thời điểm, Công an tỉnh Bình Dương cũng nhận được một thông báo mất tích từ gia đình của ông Lưu Kiêu Long, 42 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc. Gia đình cho biết ông Lưu bị trầm cảm nặng và đã bỏ nhà đi từ ngày 14 tháng 9 năm 2024. Đáng chú ý, những thông tin về ngoại hình và trang phục của ông Lưu khi mất tích trùng khớp với những gì được tìm thấy tại hiện trường. Cơ quan điều tra nhận định khả năng ông Lưu Kiêu Long đã không may trượt chân và rơi xuống hố ga bên trong quán karaoke dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, mọi kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm ADN để xác nhận. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra để làm rõ các chi tiết liên quan. Nhân chứng kể lại vụ phát hiện thi thể ở quán karaoke An Phú. Ngày 16 tháng 10 năm 2024, một vụ việc gây rúng động xảy ra tại quán karaoke An Phú, địa điểm từng chứng kiến vụ cháy kinh hoàng năm 2022 khiến 32 người thiệt mạng. Lần này, người dân phát hiện các phần thi thể đang phân hủy trong tình trạng rời rạc tại tầng trệt của quán, cách cổng vào khoảng 20m. Theo thông tin ban đầu, thi thể gồm phần đầu và cánh tay đang trong quá trình phân hủy nặng, được phát hiện trong một hố chứa nước phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố Thuận An nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo. Bước đầu, nghi ngờ có thể là vụ án mạng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân cái chết và danh tính nạn nhân. Một nguồn tin từ báo Lao Động cho biết, có nhóm người dân đã liên hệ với cơ quan công an để nhận dạng thi thể này. Nhóm này trước đó đã đăng thông báo tìm kiếm một người đàn ông tên LQL, quốc tịch nước ngoài, mất tích từ ngày 14 tháng 9. Theo thông tin từ gia đình, ông LQL đã rời khỏi nhà tại khu dân cư Việt Sinh, cách quán karaoke An Phú khoảng 2 km, trong tình trạng không mang theo điện thoại và tâm lý bất ổn do trầm cảm nặng. Ông thường xuyên nói chuyện một mình, biểu hiện không tỉnh táo. Ngày 16 tháng 10, người thân nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể trong quán karaoke An Phú. Trang phục của nạn nhân gồm quần ngắn màu đen và áo thun sáng màu giống với trang phục mà ông LQL mặc khi rời khỏi nhà. Gia đình hiện đang làm việc với cơ quan công an để tiến hành các thủ tục nhận diện và xét nghiệm nhằm xác định danh tính nạn nhân. Trước khi thi thể được phát hiện, vào ngày 15 tháng 10, anh NVT, sinh năm 1994, một YouTuber chuyên làm nội dung khám phá, đã vô tình phát hiện ra các phần thi thể trong quá trình quay phim tại hiện trường. Anh T kể lại, anh di chuyển từ An Giang đến quán karaoke An Phú, một nơi bị bỏ hoang sau vụ cháy, với mục đích quay lại những hình ảnh trong quá trình khám phá địa điểm này. Anh tiến sâu vào khu vực bãi xe phía trong. Anh phát hiện một bàn tay người từ khuỷu tay đến bàn tay đang phân hủy và một đầu người nổi lên mặt nước trong hố ga. Sợ hãi, anh lập tức rời khỏi hiện trường và trở về An Giang trong cùng ngày. Sau khi trở về, anh Tê vẫn không khỏi băn khoăn về thi thể đã phát hiện và quyết định báo tin cho công an phường An Phú để cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra, xác minh sự việc. Anh Tê chia sẻ,
Khi phát hiện phần thi thể người, tôi rất hoảng sợ. Tôi nghĩ thi thể không phải là của người trong vụ hỏa hoạn năm 2022 vì cơ quan công an đã điều tra kỹ. Người này có thể liên quan đến vụ việc khác. Qua nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, thi thể mới được phát hiện không liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke An Phú vào tháng 9 năm 2022. Trong vụ hỏa hoạn đó, công an đã khám nghiệm hiện trường rất kỹ lưỡng và xác nhận tổng số người thiệt mạng là 32 người. Hiện trường sau đó đã được niêm phong nhưng có dấu hiệu cửa bị bung ra trong thời gian gần đây, dẫn đến việc người dân tự ý ra vào khu vực này. Vụ cháy kinh hoàng vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2022 đã bùng phát tại tầng 2 của quán karaoke và nhanh chóng lan rộng. Vào thời điểm xảy ra cháy, bên trong quán có khoảng 60 người, gồm cả khách và nhân viên. Sau gần một ngày dập lửa, lực lượng chức năng đã tìm thấy 32 thi thể. Số người còn lại may mắn thoát khỏi đám cháy hoặc được cứu hộ kịp thời, trong đó có 17 người bị thương. Sau vụ cháy, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, cùng một số cá nhân liên quan. Trong số này có Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng và Nguyễn Thành Luân đều là cựu cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bị cáo buộc vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, Nguyễn Văn Võ, một cựu cảnh sát khác, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Một cán bộ công an khác có sai phạm trong vụ việc đã qua đời nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra bị can đối với người này. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra chi tiết về thi thể vừa được phát hiện, đồng thời phối hợp với gia đình ông LQL để xác định liệu nạn nhân có phải là ông hay không. Trường hợp này tiếp tục gây sự chú ý đặc biệt vì quán karaoke An Phú vốn đã trở thành biểu tượng của nỗi đau từ vụ cháy thảm khốc, nay lại dấy lên những nghi ngờ liên quan đến một thi thể không rõ nguyên nhân và danh tính. Cảnh sát khuyến cáo người dân không tự ý vào những khu vực hiện trường cũ khi chưa được cơ quan chức năng cho phép để tránh các sự cố không đáng có. Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke An Phú năm 2022. Trước đó, báo Lao Động đã đưa tin ngày 6 tháng 9 năm 2022, quán karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã trải qua một thảm họa kinh hoàng khi xảy ra vụ cháy lớn, cướp đi sinh mạng của 32 người và làm 30 người khác bị thương. Đây được xem là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Bình Dương vào thời điểm đó, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình các nạn nhân và những người chứng kiến. Vụ cháy bắt đầu vào khoảng 20 giờ 30 phút khi một chập điện xảy ra trong hệ thống điện lắp đặt trên trần la phông của hai phòng hát ở tầng 2. Lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ quán karaoke, nơi có khoảng 60 người gồm cả khách và nhân viên. Sau gần một ngày chữa cháy, lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy 32 thi thể bên trong quán. Trong đó, nạn nhân tử vong chủ yếu do ngạt khí CO và CO2, cũng như bị bỏng nặng. Cơ quan chức năng đã ngay lập tức tiến hành điều tra vụ việc. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngày 16 tháng 9, Lê Anh Xuân, chủ cơ sở karaoke An Phú đã bị bắt tạm giam vì có liên quan đến vụ việc này. Sau một thời gian điều tra, ngày 6 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai cựu cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng bị khởi tố liên quan đến việc không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trong số những người bị khởi tố có anh Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, cùng với hai cựu cảnh sát phòng cháy chữa cháy Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn. Họ bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt từ 7 đến 12 năm tù. Riêng Nguyễn Duy Linh, cựu trung tá đội trưởng phòng cháy chữa cháy, bị xác định thiếu trách nhiệm nhưng đã qua đời trong quá trình điều tra, nên cơ quan chức năng đã đình chỉ bị can đối với ông. Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến thời điểm xảy ra vụ cháy, Nguyễn Văn Võ,
một cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke An Phú. Cụ thể, Võ đã không phát hiện những vi phạm của chủ quán, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi quán xảy ra cháy. Để trốn tránh trách nhiệm, Võ còn lập khống 3 biên bản kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trong năm 2021 và 2022. Về phần Lê Anh Xuân, cáo trạng cho biết ông đã không tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy. Quán karaoke An Phú không có lực lượng phòng cháy chữa cháy ngay từ đầu, không phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho nhân viên, dẫn đến các nạn nhân không biết cách thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Hệ thống báo cháy và vòi phun tự động không được kiểm tra định kỳ, khiến chúng không hoạt động trong thời điểm khẩn cấp. Hơn nữa, ông Xuân còn xây dựng tòa nhà sai thiết kế, chèn ép lối thoát hiểm, làm cho việc thoát nạn của các nạn nhân trở nên khó khăn. Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng, hai cựu cán bộ phòng cháy chữa cháy, cũng bị xác định có sai phạm trong quá trình kiểm tra và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy của quán karaoke An Phú. Sơn đã phát hiện một số vấn đề trong hồ sơ thiết kế nhưng đã không báo cáo chính xác, trong khi Hùng thì không thực hiện đúng quy trình kiểm tra. Nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy. Vụ cháy quán karaoke An Phú đã để lại một bài học đau đớn về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy. Nó không chỉ là trách nhiệm của những người đứng đầu cơ sở kinh doanh mà còn của các cơ quan chức năng trong việc giám sát, kiểm tra và đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân. Sự mất mát của 32 sinh mạng trong vụ cháy là một nỗi đau không thể nào bù đắp. Các nạn nhân đã không được cứu sống do sự thiếu trách nhiệm của những người có trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Để ngăn chặn những thảm họa tương tự xảy ra trong tương lai, cần phải có sự cải cách và siết chặt các quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cùng với việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn cháy nổ. Trong khi vụ án vẫn đang được điều tra và xử lý, gia đình các nạn nhân tiếp tục sống trong nỗi đau mất mát. Họ cần sự hỗ trợ và đồng hành từ cộng đồng và chính quyền để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng thời, xã hội cũng cần ghi nhớ và tri ân những nạn nhân của vụ cháy, không để những thảm họa tương tự xảy ra trong tương lai. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!